36 năm trước, Đôn là một thiếu niên 15 tuổi, nhà nghèo, đông anh em, nên tuổi thơ của Đôn là những tháng ngày làm thuê, làm mướn cho người ta ở nhà máy xây xát lúa gạo. Đôn chưa hề được đến trường, nên chữ nghĩa đối với Đôn là cái gì đó thật xa xôi. 17 tuổi, đang vào thời điểm sức lực bẻ gãy sừng trâu, thì tai nạn ập đến. Trong quá trình sửa máy xây xát, tay phải của Đôn đã bị máy cuốn dập nát, phải cắt bỏ hoàn toàn. Hơn 30 năm đã trôi qua, giờ đây chàng thiếu niên chỉ còn lại một cánh tay trái ấy, đã trở thành người đàn ông tóc hoa râm. Điều kỳ lạ là ông vẫn gắn bó với nhà máy xây xát lúa gạo. Không còn đủ hai tay lành lặn, ông Đôn chuyển công việc vác lúa gạo sang nghề xúc trấu, đem bán cho các lò bún, bánh trong vùng. Quan sát ông Đôn làm việc, mọi người không khỏi khâm phục. Dẫu chỉ còn một tay, nhưng ông tự mình làm được tất cả các công đoạn, từ xúc trấu, mây bao rồi khuôn vác. Đến chính ông chủ nhà máy xe sát, người tiếp xúc thường xuyên với ông Đôn suốt mấy chục năm qua, còn nói về ông Đôn như một sự kỳ diệu của cuộc sống. Với Thanh Điền thì ông Đôn chính là tấm gương vượt lên số phận, thật đáng khâm phục. Dạ, cho con hỏi chú Tư Đôn đúng không ạ? Dạ, chú Tư Đôn. Dạ, chú ơi. Dạ. Dạ, chú đang dở tay vậy con phụ chú một tay được không? Được. Dạ, con là Thanh Điền, con đến từ chương trình Yêu Thương Cuộc Sống á. Dạ. Con có xin phép cô chú chủ của cái nhà máy này rồi. Rồi, rồi. Con phụ chú một tay nha. Rồi, rồi, rồi. Thôi bây giờ chú giữ cái bao đi con hốt cho chú. Dạ, rồi. Dạ. Chú ơi, như vậy là mình hốt vậy là gần xong chưa chú? Mình thao nữa là xong, thao này thao nữa. Xong là mình vác cái bao đi đâu? Vác lên xe. À, vậy thôi hồi con phụ chú một tay nha. À. Hôm nay là được mấy bao chú ha? 9 bao. À. Một ngày như vậy là mình làm khoảng mấy bao chú? Khi 3 cũng bao. Dạ. Khi 8 cũng bao, 2 bao cũng bao, cũng chừng 2 bao, khi đi không có nữa. Ây da. Chú ơi, chú cháu mình ra đây ngồi nói chuyện chút đi chú. À. À, chú Tư ơi, con thấy là cái bao trấu vậy thì nó không có nặng. À. Nhưng mà nó cồng kềnh. Cái ngày đầu mà chú làm cái công việc này á, chắc là cũng khó khăn. Nó bị rớt lên rớt xuống hoài. Đẩy xe này nó rớt lên rớt xuống, chắc xe nó đi lỗ hang, nó lật xe không. Rồi lúc đó có ai tới phụ chú không? Có khi gặp thì phụ, không có thì ráng lên. Nhưng mà có bao giờ mà chú nghĩ là thôi cái việc này nó cũng vất vả quá, thôi mình kiếm cái việc khác mình sống? Nghề sống về nghề này cũng quen rồi. Vậy là tính tới nay là chú Tư làm cái nghề vác trấu này là được bao nhiêu lâu rồi? 20 năm. Dạ. Luôn nhà máy là 3 mấy năm. Một bao vậy là chú lời được bao nhiêu tiền? Bán mua 12 ngàn, bán ra 20. Vậy mình lời được 8 ngàn á? 8 ngàn. Dạ. Mà công bỏ ra nhiều chú ha. Dạ, bỏ lâu lâu bỏ tiền bao hết, mua bao hết 7 ngàn với tiền dây rồi xe hư nữa. Chú nãy giờ con mới xúc trấu được tí xíu mà thấy ngứa rồi đó. À, không quen ngứa lắm ạ. Dạ. Lâu rồi khi nằm ngủ nằm bao lúa trấu cũng được. Giờ là mình phải vác mấy cái bao trấu đi đâu chú? Vác bằng xe chắc đi. Dạ, đi bán cho người ta hả? Đi bán người ta. À. Thôi giờ con phụ chú người ta nha. À. Hôm nay cho con đi theo một ngày nha. Rồi, con rồi, phụ rồi. Chú nha. Rồi, rồi, dạ, rồi. Dạ. Nếu công việc ở nhà máy vất vả một, thì đoạn đường ông Đô mang trấu đến cho các lò bún, lò bánh trong thị trấn Hậu Nghĩa vất vả gấp 2-3 lần. Không ít lần, chiếc xe trên bên kia vấp ổ gà lật nhào. Một mình ông lại cặm cụi kéo từng bao trấu ra, đỡ xe lên, rồi hành trình ấy lại được tiếp tục. Những ngày mưa, con đường trơn trượt càng làm cho người đàn ông khốn khó này thêm vất vả. Vậy mà chưa bao giờ người ta thấy ông bỏ cuộc. Có dạo, ông bị bệnh nặng, ho cả ra máu. Bác sĩ dặn phải nghỉ ngơi vài hôm.
nằm nhà sợ mất mối giao hàng nên ông Đôn thuê xe ba gác máy chở trấu đi giao giúp. Đó là những ngày mà ông phải bỏ tiền túi ra để bù lỗ.